Dịp nghỉ lễ, nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa rông và thời gian mưa mỗi nơi sẽ khác nhau. Tại miền Bắc, dự báo có mưa bất chợt trong hôm nay và ngày mai, nhiệt độ khoảng từ 30 đến 34 độ. Hai ngày nghỉ lễ cuối trời thì thời tiết sẽ đã chuyển sang nắng trở lại, nhiệt độ tăng từ 32 đến 35 độ. Khu vực Trung Bộ mưa xuất hiện chủ yếu vào chiều tối ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 9. Còn từ sáng đến chiều trong cả 4 ngày nghỉ lễ vẫn đều có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 35 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo cả 4 ngày nghỉ lễ sẽ đều có mưa rông vào chiều và tối. Cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to, kèm theo nguy cơ lốc, gió rét, dập mạnh và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với những thông tin về thời tiết đi ạ như anh Hoàng vừa chia sẻ thì hôm nay ở miền Bắc có những cái thời điểm mà có mưa bất chợt vậy thì với cái việc mưa như vậy thì thời tiết có mát hơn không ạ chị Quỳnh anh à, dạ vâng tính chất của mưa đợt lần này lại không liên tục chị Huyền ạ mà đan xen trong ngày vẫn có những cái khoảng nắng thế nên là chưa thấy mát ngay được và nhiệt độ chỉ giảm nhẹ thôi à, thưa quý vị khán giả dự báo là tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố của miền Bắc nhiệt độ sẽ phổ biến là từ 31 cho đến 33 độ chỉ riêng Lạng Sơn là 30 độ. Ở khu vực Trung Bộ từ sáng đến chiều nhiều nơi vẫn có nắng, cục bộ có điểm nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố từ Thanh Hóa cho tới Huế là 32 đến 33 độ. Từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết nhiệt độ cao hơn 32 đến 35 độ. Ở Nam Bộ buổi sáng trời mát thế nhưng từ 11 đến 13 giờ thì quý vị sẽ cảm thấy nóng hơn do là nắng lên nhiều. Nhiệt độ tại các thành phố như là Biên Hòa, Tây Ninh, xuống đến Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau 33, 34 độ. Chỉ có Vũng Tàu là nằm sát biển nên nhiệt độ thấp hơn khoảng 30 độ. Với khu vực Tây Nguyên sẽ là nơi có thời tiết dễ chịu nhất trên cả nước nhờ địa hình cao nguyên. Các thành phố như là Con Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuật và Giá Nghĩa không nơi nào vượt quá 32 độ. Và riêng với Đà Lạt thì chỉ khoảng 26 độ thôi. Vâng, cảm ơn chị với những thông tin vừa rồi.